Ở trong tin mừng của Thánh Matthew, Ngài ghi lại là hầu hết những trường hợp mà Chúa Giêsu chữa lành, chữa cho người mù, chữa cho người khỏi bị quỷ ám, chữa cho người bại liệt, rồi chữa khỏi bệnh cùi, khỏi què quặt. Tất cả những phép lạ đó Chúa Giêsu chữa đều dựa trên một yếu tố rất quan trọng, đó là căn cứ vào lòng tin của bệnh nhân hay là của những người thân nhân, những người đưa họ đến với Chúa. Tôi xin đơn cử ra đây 5 trường hợp nhờ lòng tin mạnh mẽ mà họ được Chúa Giêsu cứu chữa ở trong tin mừng của Thánh Matthew. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của viên đại đội trưởng, ông là người Roma, ông là người ngoại giáo. Ông đến xin Chúa Giêsu chữa cho tên đầy tớ bị bệnh sắp chết. Và Chúa Giêsu đã chữa cho cái người đầy tớ của ông đại đội trưởng này khỏi chết. Vì niềm tin của ông này rất là mạnh, ông ấy nói với Chúa rằng: "Thưa Thầy, như tôi là sĩ quan, tôi có lính dưới quyền tôi sai nó đi đâu thì nó đi đó. Ngài không cần phải đến nhà của tôi để chữa cho cái thằng đầy tớ của tôi." Và lúc đó Chúa Giêsu nói là: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Trường hợp thứ hai là trường hợp của người bị bại liệt. Khi người ta khiêng, người ta cán cái người bại liệt đến gặp Chúa Giêsu, thì Thánh Matthew ghi lại rằng thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Nhờ niềm tin của những người vác khiêng cái người liệt đó tới. Rồi trường hợp thứ ba là trường hợp của người đàn bà bị rong huyết 12 năm. Người đàn bà này chen vào đám đông và tin rằng tôi chỉ cần sờ vào áo của Ngài thôi là tôi sẽ được khỏi bệnh. Và sau đó Chúa Giêsu cũng đã nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và Thánh Matthew nói rằng: "Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa." Trường hợp thứ tư là trường hợp của hai người mù. Khi họ xin với Chúa Giêsu: "Lạy con vua David, xin thương xót chúng tôi." Thì Chúa Giêsu hỏi rằng: "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?" Họ đáp rằng: "Thưa tin, chúng tôi tin." Và Chúa Giêsu bảo: "Các anh tin thế nào thì được như vậy." Và mắt của hai người đó được sáng. Và trường hợp thứ năm chúng ta vừa mới nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay. Người phụ nữ, người Canaan. Tôi nhớ hồi đó con thầy Sáu mới lên đọc run quá, ông đọc người phụ nữ thành Canada. Bà được, nghĩa là được cái ơn của Chúa là con của bà bị quỷ ám. Nhưng mà nhờ lòng tin của bà, anh chị em thấy ngày hôm nay Chúa Giêsu khen bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà tin như thế nào thì được như vậy. Từ giờ đó con của bà được khỏi bệnh, quỷ xuất ra khỏi con của bà. Thế anh chị em, như vậy rõ ràng là khi cầu xin với Chúa điều gì, cái điều kiện để có thể Chúa nhậm lời chúng ta là chúng ta phải có lòng tin mạnh mẽ và kiên vững. Nếu chúng ta không tin thì những lời mà chúng ta cầu nguyện không bao giờ xảy ra cả. Đó là lý do tại sao mà các bí tích chỉ có cho những người tin mà thôi. Anh chị em tin lành họ không tin vào bí tích thánh thể, cho nên họ không được quyền vào nhà thờ để mà rước lễ như chúng ta. Phải tin thì mới được. Thế bây giờ cái câu hỏi tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ hôm nay là chúng ta cần phải làm cái gì để cho cái lòng tin của chúng ta được vững mạnh? Làm gì để cái lòng tin của chúng ta mỗi một ngày được kiên vững trước những cái sóng gió, những thử thách, những cái cám dỗ của cuộc đời này, thưa anh chị em? Tôi nghĩ nó có hai điều này chúng ta cần phải làm. Điều thứ nhất, đó là bắt chước các tông đồ khi xưa. Anh chị em còn nhớ Thánh Phêrô đại diện cho các tông đồ nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, xin Thầy ban thêm niềm tin cho chúng con." Chúng ta phải cầu nguyện, cầu nguyện mỗi ngày: "Xin Chúa ban thêm cho con niềm tin, để giữa những cái sóng gió thử thách của cuộc đời này, con vẫn vững tin rằng Chúa luôn luôn hiện diện với con, Chúa luôn luôn ở với chúng con." Cầu nguyện ở mọi nơi, mọi lúc. Chúa Giêsu đã phán: "Cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho." Anh chị em và tôi cần phải mở miệng ra để xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con. Điều thứ hai là mỗi một người chúng ta khi chịu phép rửa tội là chúng ta đã được gieo vào trong lòng cái hạt giống đức tin. Và cái hạt giống đức tin nó cần phải được lớn lên, nó cần phải được chuyển nở thì nó mới có thể sinh hoa kết quả được. Vì thế cho nên
cái việc chăm bón cho hạt giống đức tin của chúng ta và cho con cháu của chúng ta rất là quan trọng. Mình phải cố gắng mình làm để mà cho cái hạt giống đức tin của mình cũng như của con cháu của mình nó được lớn lên, nó được phát triển. Chăm bón cho hạt giống đức tin của con cháu bằng cách là đem chúng đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích rửa tội. Đem con cháu của mình đến nhà thờ để học giáo lý, học kinh thánh, cho các em tham gia vào những cái ca đoàn thiếu nhi hoặc là thiếu nhi thánh thể, vào nhóm giúp lễ, vân vân và vân vân. Để ở cái môi trường đó, cái hạt giống đức tin của các em sẽ được ươm và sẽ nảy mầm. Chăm bón cho hạt giống đức tin của chính chúng ta qua việc học hỏi giáo lý, mà ở đây chúng ta đã và đang học giáo lý sau mỗi thánh lễ Chủ nhật. Cảm ơn anh chị em đã ở lại. Tôi thấy 99% anh chị em đã ngồi lại để học giáo lý với nhau. Đó là cái cách để mà cái hạt giống đức tin của chúng ta nó lớn lên đấy anh chị em. Rồi anh chị em đọc và suy niệm lời Chúa. Tôi đề nghị với anh chị em rất nhiều lần rồi là trước khi chúng ta đến với thánh lễ, chúng ta đọc qua lời Chúa để rồi lời Chúa nằm ở trong tâm, ở trong tim của chúng ta. Để chúng ta đến đây thì hạt giống lời Chúa được bồi dưỡng thêm và chúng ta hiểu về lời Chúa. Bắt đầu kể từ tháng này, tôi gửi ra cho anh chị em, những anh chị em nào có email trong giáo xứ, tôi cũng gửi ở trên Facebook, gửi qua email lời Chúa và có cái video của lời Chúa cho cái ngày hôm sau. Xin anh chị em cố gắng chúng ta đọc, chúng ta suy niệm, mình nghe lời Chúa, nghe những bài giảng của các đức cha ở bên Việt Nam, ở trên YouTube bây giờ rất là nhiều. Đó là cách để cho hạt giống đức tin của chúng ta được nảy nở. Thánh Giacôbê đã khẳng định như thế này: đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên cái hạt giống đức tin của chúng ta nó được thể hiện qua bằng chính những hành động cụ thể, bằng những công việc làm cụ thể. Và nói một cách khác, phải làm cho hạt giống đức tin của chúng ta được sống động bằng cách thể hiện qua lòng mến. Khi anh chị em và tôi chúng ta tha thứ cho nhau, đó là lúc đó chúng ta đang làm cho hạt giống đức tin của chúng ta trổ sinh những hoa trái. Khi mình làm những việc thiện nguyện, khi chúng ta quảng đại rộng rãi, làm việc bố thí, chia sẻ thời giờ, tài năng, của cải vật chất cho việc giáo dục, cho thế hệ tương lai, cho những người kém may mắn hơn chúng ta, cho giáo xứ này, cho các dòng tu, cho giáo hội. Đó là cái cách để chúng ta làm cho đức tin của chúng ta nó được lên sống động. Tôi tin chắc rằng nếu anh chị em và tôi thường xuyên chăm lo cho đức tin của mình, cho con cháu của mình qua những việc mà tôi vừa mới đề nghị, siêng năng tham dự thánh lễ, để chúng ta học hỏi giáo lý, đọc kinh thánh, thì chắc chắn đức tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ và sẽ kiên vững. Và khi đức tin của tôi và anh chị em được kiên vững, được mạnh mẽ rồi, lúc đó chúng ta cầu nguyện, Chúa chắc chắn sẽ nhậm lời. Nhưng anh chị em đừng quên điều này: việc xin là của chúng ta, còn việc ban hay là không ban là việc của Chúa, chứ không phải của mình. Có nhiều khi mình biến Chúa thành một tên đầy tớ, nghĩa là tôi xin cái này là ông phải cho. Mình coi Chúa giống như là cái vending machine á, bỏ tiền vô bấm một cái là nó phải chạy ra cái lon nước ngọt. Mình xin là một chuyện, nhưng mà cho hay không đó là chuyện của Chúa. Là bởi vì cái khởi đi từ kinh nghiệm của anh chị em là cha mẹ, có những điều con cái của anh chị em xin, anh chị em đâu có cho. Mà không phải anh chị em ghét mà anh chị em không cho, nhưng là bởi vì nó không có thích hợp với cái lứa tuổi của nó trong cái thời điểm đó. Thế bây giờ mà một cháu bé mới có 12 tuổi mà nó đòi bố nó phải mua cho nó khẩu súng thật, anh chị em là cha mẹ, ai mà dám mua những cái súng đó? Thứ nhất là bất hợp pháp, thứ hai là nguy hiểm cho con của mình. Thế cho nên Thiên Chúa nhìn xa trông rộng, Ngài biết hết những gì nó nguy hiểm cho phần linh hồn của chúng ta. Cho nên Ngài không ban cho chúng ta những gì mà chúng ta nghĩ rằng cần thiết cho chúng ta. Ở đây rất nhiều người mê mega bò, cầu nguyện xin Chúa cho con trúng mega bò. Anh chị em biết trúng số là tới số, đừng có mua sổ số. Anh chị em cứ nghĩ thử mà xem, bây giờ nếu anh chị em trúng số, việc đầu tiên anh chị em làm là gì?
là phải đưa vợ, đưa con, đưa chồng, đưa con mình đi trốn một nơi nào đó cho nó an toàn, kẻo rồi bị bắt cóc. Lúc đó anh chị em có sung sướng không? Bình thường không trúng số thì tới đây ngồi ngay hàng ghế này đi lễ được, nhờ trúng số cái biến luôn, mất đạo luôn. Lúc đó chắc nhiều tiền và mướn cha về làm lễ riêng thôi. Chứ cho nên có những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó tốt cho mình, mà Chúa bảo rằng không, thằng này mà nó trúng số thì nó sẽ tan hoang cửa nhà, nó mất cả linh hồn, nó sẽ bỏ vợ, con cái của nó sẽ nghiện ngập, không có làm ăn gì hết, nó sẽ rơi vào cảnh nghèo túng mà mất linh hồn. Cho nên Chúa không cho. Cho nên chúng ta nhớ, xin là một chuyện, và nhiều lần tôi đề nghị với anh chị em rồi, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ xin với Chúa, lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, xin cho con ơn này, ơn kia. Chúng con là học sinh, chúng con đến trường học, chúng con cầu nguyện với Chúa, xin cho con được vào trường y, xin cho con được pass cái test này, xin cho con được nghĩa là vào trong trường luật, ví dụ về như vậy. Nhưng mà Chúa biết, nếu mà con mà vào trường y rồi mai mốt này, con sẽ không có hạnh phúc, con không có bình an, cho nên Chúa không để cho mình vào trường y. Cho nên xin là một chuyện, tôi nhắc lại, xin là chuyện của mình, cho hay không là chuyện của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để chúng ta nhận ra được rằng Chúa ban cho chúng ta những cái phương thế, tất cả những cái cách để chúng ta có thể làm cho hạt giống đức tin của chúng ta được lớn mạnh. Chúa ban cho chúng ta có thánh lễ mỗi ngày. Chúa ban cho chúng ta có điều kiện để chúng ta lãnh nhận các bí tích. Phải có ơn khôn ngoan để nhận ra những điều đó. Và xin cho chúng ta ơn can đảm và ơn kiên nhẫn để mỗi một lần mà chúng ta bị thử thách giống như người đàn bà xứ Canada này đó, thì chúng ta sẽ vững tin vào Chúa hơn.